Trong chiến thắng trước Charlton Athletic tại tứ kết Carabao Cup rạng sáng thứ Tư vừa qua, Manchester United đã trình làng hai tài năng trẻ có lần đầu tiên ra sân cho đội hình 1, đó là Kobbie Mainoo và Facundo Pellistri. Nhắc đến sao mai người Uruguay, có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì anh đã gia nhập Quỷ Đỏ từ năm 2020, nhưng mãi cho đến bây giờ mới có lần đầu tiên ra sân cho một trận đấu chính thức. Hơn 2 năm với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, giờ đây chàng trai sinh năm 2001 đã có những bước tiến lớn và hứa hẹn trở thành một quân bài chiến lược của Erik ten Hag trong tương lai. Nhất là khi Pellistri vừa có màn ra mắt khá ấn tượng, dù thời gian thi đấu chỉ có vỏn vẹn 10 phút. Và bây giờ, hãy cùng Random Football tìm hiểu về kèo trái siêu dị này của Man United. Mùa hè năm 2020, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Napoli và Manchester City đều rất quan tâm tới Facundo Pellistri, khi ấy còn đang khoác áo Peñarol của Uruguay. Nhưng cuối cùng thì Man United mới là đội bóng sở hữu chữ ký của sao mai đầy tiềm năng của bóng đá Nam Mỹ. Chàng trai sinh năm 2001 sẽ được quy hoạch thi đấu cho đội 1, chứ chẳng phải là của để dành. Lý do khiến Solskjaer quyết định như thế vì họ đang thiếu một chuyên gia thực thụ ở cánh phải, trong bối cảnh Daniel James và Mason Greenwood chưa đáp ứng yêu cầu. Thứ hai, Pellistri có quốc tịch thứ hai là Tây Ban Nha nên chẳng gặp phải vấn đề với việc xin giấy phép lao động. Tài năng trẻ người Uruguay chỉ cao có 1m73, nhưng không vì thế mà các hậu vệ có thể dễ dàng tì đè hay lấy bóng được trong chân của anh. Phong cách chơi bóng của anh làm nhiều người liên tưởng đến siêu sao Lionel Messi và chính hai huyền thoại Diego Forlán cùng Juan Román Riquelme cũng đã ca ngợi cậu nhóc này. Pellistri có một tiềm năng rất to lớn, cậu ấy vẫn còn khá nhiều mặt cần cải thiện. Nhưng ở độ tuổi đó, rõ ràng Pellistri vẫn còn đang tiến bộ. Cậu ấy trẻ, tài năng và dù chưa được thi đấu nhiều, nhưng lại rất thoải mái khi có bóng trong chân. Đó là điều quan trọng nhất, không có nhiều người như Pellistri có sự tinh quái ở tầm tuổi đó. Cậu ấy thực sự là một món quà cho Man United. Đó là lý do Quỷ Đỏ phải bỏ ra con số 8,5 triệu euro cùng với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Ole Gunnar Solskjaer rất tin tưởng vào cậu học trò. Ông cho rằng Pellistri có những phẩm chất cần thiết để trở thành một ngôi sao trong tương lai. Về phần sao mai người Uruguay, anh tỏ ra rất vui khi giấc mơ gia nhập đội chủ sân Old Trafford đã trở thành hiện thực. Được gia nhập đội bóng có bề dày lịch sử như Man United là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi đã học được rất nhiều điều tại Peñarol và tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm cho tôi. Có được sự tin tưởng của huấn luyện viên là một cảm giác tuyệt vời và tôi biết rằng làm việc với ông ấy sẽ rất tốt cho sự phát triển của tôi. Tôi đang đến với một đội hình nhiều cầu thủ tuyệt vời, những người mà tôi sẽ học hỏi mỗi ngày. Mọi người đều biết rằng Man United là câu lạc bộ luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm những cơ hội đó và chứng tỏ bản thân ở Anh. Vì còn quá trẻ và chưa thực sự thích nghi với môi trường Premier League, ban huấn luyện đã quyết định để Facundo Pellistri gia nhập Deportivo Alaves theo một bản hợp đồng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải 2020-21. Tuy vậy, anh đã không để lại được bất cứ dấu ấn nào khi chỉ có 12 lần ra sân tại La Liga, trong đó có 5 trận đá chính. Trở về màu áo đỏ, chàng trai sinh năm 2001 đã gây ấn tượng trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Với một bàn thắng cùng với một kiến tạo, anh rất hy vọng sẽ được ghi tên vào đội 1 của câu lạc bộ. Nhưng rồi thì hai bom tấn mang tên Cristiano Ronaldo cùng Jadon Sancho xuất hiện, khiến cho tương lai của Pellistri lại càng mù mịt. Anh tiếp tục được mang cho Alaves mượn thêm một mùa giải nữa, nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn cách đây vài tháng. Chàng trai 21 tuổi thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị, và sau 23 lần ra sân, anh chẳng có bất kỳ một đóng góp đáng kể nào vào thành tích của đội bóng, với hai con số 0 tròn chính ở khoản bàn thắng cùng với kiến tạo. Sau khi Erik ten Hag lên nắm quyền tại Old Trafford, Facundo Pellistri đã có được cơ hội ra sân trong chuyến du đấu tiền mùa giải. Anh cũng đã có cho mình được một bàn thắng, cùng với đó là nhiều pha xử lý bóng tự tin. Nhưng bấy nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để anh có thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát. Bước vào mùa giải mới, Pellistri bất ngờ dính phải chấn thương và buộc phải rời xa sân cỏ 2 tháng. Điều này đã khiến cầu thủ người Uruguay lỡ hẹn với việc gia nhập một câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn. Rất may, sao mai sinh năm 2001 vẫn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Uruguay trong loạt trận quốc tế cuối tháng 9. Anh cũng đã có cuộc trao đổi với AUF TV
về quãng thời gian được làm việc dưới trướng ông thầy mới người Hà Lan. Tôi đã dính chấn thương ở mắt cá chân vào cuối tháng 7, nhưng giờ thì tôi đang cảm thấy ổn. Tôi vẫn chưa đạt đến 100% thể lực vì những chấn thương như thế này cần có thời gian, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với cảm giác của mình, tiếp tục nỗ lực để tiếp tục cải thiện. Tôi rất vui khi được thi đấu trở lại và ở Manchester United bây giờ, chúng tôi sẽ có một chuỗi trận đấu quan trọng. Vì vậy, tôi cũng hy vọng sẽ có một vài phút ra sân ở câu lạc bộ. Erik ten Hag là một huấn luyện viên giỏi với những ý tưởng rất rõ ràng. Tôi thực sự mong được bắt đầu tham gia vào đội ngay bây giờ. Những nỗ lực của Facundo Pellistri là rất đáng ghi nhận. Dù không được ra sân trong màu áo của Man United, anh vẫn có cơ hội được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong màu áo của Uruguay, anh đã hai lần có tên trong đội hình xuất phát và ra sân trong cả 3 trận đấu tại Qatar. Đáng tiếc là đội tuyển của anh đã sớm phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Nhưng với riêng cá nhân chàng trai 21 tuổi, anh đã có một kỳ World Cup tương đối thành công về mặt cá nhân, được thi đấu trong vai trò của cầu thủ tấn công bên cánh phải sở trường. Anh đã thể hiện điểm mạnh của mình là những pha đi bóng lắt léo và đầy tốc độ, cùng với đó là những tình huống leo biên ấn tượng, tạo nên rất nhiều cơ hội cho các đồng đội. Điển hình là ở hai cuộc đối đầu với Hàn Quốc và Bồ Đào Nha, những pha đi bóng của Pellistri đã gây nên rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của đối phương. Anh cũng tạo ra 2 key pass và 1 cơ hội lớn ở mỗi trận, nhưng đáng tiếc là các đồng đội lại không thể tận dụng thành công. Sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng trên đất Qatar, Facundo Pellistri cũng nhanh chóng cắt ngắn kỳ nghỉ và trở lại Carrington để tập luyện. Trước mắt là tìm kiếm cơ hội ra sân trong màu áo của Man United, và sau là tìm kiếm một đội bóng mới để anh có điều kiện ra sân nhiều hơn trước khi trở lại cạnh tranh cho một suất đá chính tại Old Trafford. Và rồi cuối cùng thì những nỗ lực của tài năng sinh năm 2001 cũng đã được đền đáp. Anh đã có tên trên băng ghế dự bị ở trận gặp Burnley dù không được sử dụng. Tiếp đến tại Premier League, anh không được Erik ten Hag điền tên vào đội hình và mãi cho đến trận tứ kết Carabao Cup vừa qua, Pellistri đã có 10 phút ra mắt đội 1 của Man United. Dù không có nhiều thời gian trên sân, nhưng ngôi sao người Uruguay vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Ngoài pha kiến tạo cho Marcus Rashford nâng tỷ số lên 2-0, anh còn sở hữu những thông số rất tốt như 9 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 100%, 2 trên 3 pha qua người thành công, thắng 2 trong 3 pha tranh chấp tay đôi, tạo ra 2 key pass và 1 cơ hội lớn. Dù đối thủ của Quỷ Đỏ chỉ là đội bóng đang thi đấu tại League One Charlton Athletic, nhưng màn chào sân vừa qua của Facundo Pellistri đã khiến tất cả chúng ta phải trầm trồ. Anh tự tin trong từng pha xử lý bóng, cùng với đó là khả năng kết nối lối chơi và thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội rất tốt. Chính ông thầy 52 tuổi cũng đã lên tiếng ca ngợi cậu học trò ngay sau khi trận đấu khép lại. Tôi nhìn thấy một tương lai ở Pellistri, cậu ấy đang làm rất tốt và chúng tôi phải xem xét điều gì là tốt nhất dành cho cậu ấy. Pellistri đang tiến bộ trong cuộc đối đầu với Everton ở trận giao hữu kín. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của Pellistri tại World Cup. Vì vậy, sự tiến bộ của cậu ấy là thực sự ấn tượng. Bây giờ đây, cậu ấy đã ra sân và mang đến tác động. Đó là bước tiếp theo mà tôi sẽ nói. Làm tốt lắm, Pelly. Hãy cứ tiếp tục. Tôi đã đề cập rằng Pellistri đã ra sân và đó là trận ra mắt của cậu ấy. Thời gian Pellistri được thi đấu không quá nhiều, nhưng cậu ấy thực sự nổi trội. Có một số pha bóng tốt và cả đường kiến tạo trong bàn thắng thứ hai. Dù vẫn còn đó điểm yếu về thể hình và đôi khi là hơi lạm dụng kỹ thuật quá đà, nhưng với một huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc và mát tay với cầu thủ trẻ, Ten Hag sẽ có cách để rèn giũa viên ngọc người Uruguay và biến anh thành quân bài chiến lược trong tay áo của ông. Tuy đã có màn trình diễn ấn tượng ở trận ra mắt Man United vừa qua, nhưng bản thân chàng trai 21 tuổi cùng với người đại diện vẫn muốn tìm kiếm một đội bóng để có thể thi đấu nhiều hơn dưới dạng cho mượn. Những trận đấu vừa qua, Pellistri vẫn phải xếp sau Garnacho và Elanga trong danh sách lựa chọn của thầy 10. Nhưng với màn trình diễn vừa qua ở trận đấu với Charlton Athletic, nơi Elanga thi đấu khá tệ, còn Pellistri thì tỏa sáng, cán cân có thể đảo chiều. Cựu thuyền trưởng Ajax luôn công bằng với mọi cầu thủ, chỉ cần không thể hiện tốt, bất cứ ai cũng có thể bật bãi khỏi đội hình chính. Người hâm mộ thời gian vừa qua vẫn thường nhắc đến Mason Greenwood khi bài toán hàng công của Man United đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Nhưng có lẽ tất cả nên quên đi gỗ xanh. Thứ nhất là vì anh chưa biết ngày nào sẽ trở lại. Thứ hai, đó chính là Facundo Pellistri, một chàng trai có thể tạo ra dấu ấn đậm nét trong phần còn lại của mùa giải. Thời gian sắp tới, lịch thi đấu sẽ vô cùng dày đặc. Cơ hội để sao mai người Uruguay ra sân là có, nhưng tất nhiên nó sẽ không thể nhiều vì Quỷ Đỏ vẫn cần ưu tiên những quân bài tốt nhất cho đội hình xuất phát.
giờ là lúc anh phải lựa chọn giữa việc ra đi tìm một câu lạc bộ mới hay ở lại và trở thành nhân tố dự bị chiến lược của nhà cầm quân 52 tuổi. Sau những khó khăn mà chàng trai sinh năm 2001 đã trải qua trong hơn 2 năm gắn bó với màu áo đỏ, cuối cùng anh cũng đã có được màn ra mắt ưng ý. Tương lai phía trước vẫn còn rất dài và anh có thể nắm bắt cơ hội này mà tiếp tục phát triển hơn nữa dưới bàn tay của Erik ten Hag. Facundo Pellistri với sở trường bên hành lang phải có thể trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Anthony khi mà những Garnacho hay Elanga lại thích chơi bên phía đối diện hơn. Khi ấy, chẳng còn một cầu thủ nào có thể đảm bảo trong việc thay thế Anthony và cả Bruno Fernandes nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được thấy số 28 ra sân nhiều hơn trong thời gian tới và sẽ có thêm những màn trình diễn chất lượng. Một lần nữa, xin được chúc mừng Facundo Pellistri đã có màn ra mắt Man United đầy ấn tượng. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.